tới đây tự nhiên mưa lâm râm nữa trời. Ê cái đường vô xấu quá luôn hả, vô giờ phải xanh tên heo rồi đó. Đâu rồi rồi tới xa tên heo, chạy qua một đoạn đường rất là sốc và rất là dằn, xong rồi tới xa tên heo đi thù lùi đó. Rồi tới ra rồi đó, giờ mình mới vào, giờ là 1:30 chiều. Mày có dễ chặn rồi. Chỉ lên luôn rồi. Này chắc vắng quá, thấy lên thấy có mình à. Bên trên đó người ta còn trên đó nhiều không nữa. Thôi xuống xe nữa. Thấy dốc là thấy sợ rồi. Đó, dốc mà quẹo cô đó nè. Lên đi mua. Hả? Thôi chờ lên đi mua. Chú qua chụp hình. Chú selfie. Hử? Selfie. Đây. Đi chuyển qua bán đi. Chú selfie. Đứng đây đi, chụp xuống đây đẹp nè. Nè. Vì nè không lấy ốc phát nè, cái váy của còn ngắn quá nè. Váy ngắn quá mà không vừa lấy ốc phát. Kìa chụp đi ra với nè, tranh thủ đi con. Đây mẹ. Tràn cái khăn vô người đi chị hai. Tràn cái khăn vô người đi. Chồng nhỏ riết luôn. Đó, không á. Đức Phật liên hả? Trời ơi. Mày hai đứa kia đó đi chưa? Chị nó đâu chụp hình kìa. Lẹ hai đứa ơi. Rồi vô lẹ đi. Con mà mẹ không dám đi theo sau lưng luôn. Con ai không biết nữa. 5 triệu đó mà không ai. Bà nội đâu rồi? Con dí tại vì nó đâu có nét đâu. Tình thương quả của ta nhà đêm để thơ và thành công tư để cứu người sống để tự nhiên và sau những ngày tiền tương lai, những món trong mong của mình từ những sản an toàn từ vườn nông sản sản sau sân hiệu kết hợp với sự kiện của ngày hôm nay, vườn nông sản sản của sân hiệu quý khách từ các phố ăn sản ngọt lành để tìm kiếm món ăn đặc biệt
Đây là nhà chờ để chuẩn bị đi tham quan. Thấy hành. Yeah. Ê, cây đó nè. Ba bà đứng lao. Ba bà la nữa. Rồi đi. Ở đâu khỏi anh. Để tôi xong cái máy đếm tiền về nhà em lên. Anh tiền YouTube phải đem về đi. Kính thưa quý khách, chỉ còn ít phút nữa thôi là chúng ta sẽ tạm chia tay sang tỉnh Hughes Đà Lạt. Ủa gì mới lên tạm chia tay rồi. Ồ ghê á. Nha. Rồi xe mạnh vậy. Xe điện mạnh quá. Trời ơi, nó giống phà phà luôn vậy. Vô Vịnh May được nè. Vô Vịnh May được á, mượn vô Vịnh May được. Ôi cái đường nó dốc ghê luôn á nè. Kính mời quý khách nhất tâm cùng xoay bánh xe cầu nguyện tại bàn tháp Kim Ngân lớn nhất thế giới, nặng 200 tấn, được làm bằng đồng kim khiết và sắt vàng 24 k. Bên trong bánh xe cầu nguyện chứa một tỷ công thần chúa pháp đường, được in trên giấy lụa, nhận sự gia trì của các vị tôn sư cao quý, với ước nguyện 24 k may mắn, hạnh phúc cho tất thảy chúng sinh. Chư Phật và các chư vị tăng đã đón nhận đầy sức sống qua đôi bàn tay phải, sự trẻ tinh tài của những hoàng sư truyền thần, không gian được ngoạn lên và định lực tu tập. Đi lẻ xe vậy rồi, chở đất người lên rồi thấy trời ơi, đứng ngay đây nè. Chụp đây chụp iPhone 20 đi ạ. Dạ, tim bên trái thường theo nhịp sinh học cơ thể, từ đó tạo ra cái năng lượng tích cực cho quá trình mình di chuyển một vòng từ trái sang phải đó. Đây là cái kinh luân lớn nhất ở Việt Nam mình. Đại lão tháp kinh luân lớn nhất thế giới được làm bằng đồng tinh khiết, bên ngoài giác vàng 24 carat, khối lượng của tháp nặng 200 tấn. Đại lão tháp kinh luân mang ý nghĩa bánh xe cầu nguyện, nơi mà chúng ta gửi gắm những cái mong ước nguyện cầu của mình, thành tâm xây dựng bánh xe cầu nguyện để lan tỏa những nguồn năng lượng tích cực. Rồi có kìa, chó vô kìa, vô chó. Chó nạm được mà vô đi đi. Vô đi đi. Heo kìa, heo kìa. Đi đi. Chuột. Dạ, nhưng mà thôi nên đi chung với. Con khỉ đâu? Đây đây, đó nè, đó nè.
Thôi chụp con đi, đừng chụp mẹ. Mình đi vòng mà đi từ đúng rồi. Đi đâu mà dịnh dương lấy năng lượng. Rồi mưa rồi. Đi bên đây nè. Đà Lạt bữa giờ không mưa, tự nhiên giờ mình lên cái mưa. Trời hoa đẹp quá nè. Hoa này người ta nói là nhất chi mai. Có hộp nè. Lấy hộp về trồng thử coi được không? Đường lên đẹp quá nè. Sao vậy? Đứng ngay đây chụp cũng đẹp lắm nè mấy đứa. Nè bỏ cái nón xuống đi con. Rồi. Cho đổi cái nón kìa. Đưa đưa mượn cái nón bà. Người đứng đây cũng thấy nè, nè thấy hết nè, thấy cả tượng Phật nữa nè. Ừ, đứng ngay góc đó đúng rồi, thấy giữa luôn á. Một này của con này. Nè, đứng ngay đường đi này nè. Nè. Rồi. Rõ nè. Đi vô chụp. Sáng mà nắng quá đi. Nắng quá đi cũng không nổi mà. Ừ. Gia đình đứng bậc thang đi vừa chụp lên đẹp lắm á. Đây là trong chính điện hay sao á. Giữ đầu gốc.
Ngoài đây con. Đây đâu vậy? Không không gì vậy? Để tay vô cổ. Thôi tao đeo luôn. Nó đeo không kìa? Đeo nè, đây chụp hình đi con, dễ thương nè. Thôi mình đi vô trong đi cho nó ấy sao, cho đỡ mưa. Mưa cũng ướt mà nắng thì nóng, mà mưa thì ướt. Chà, đẹp hơn giọng đẹp ra. Chú nghiễn nè. Kè, chánh điện rồi phải không? Trời, trông nó đẹp quá. Và trong chánh điện là không được quay phim chụp hình. Giờ mình đi một vòng quanh chùa. Trời mới đây mà. Điện thoại báo hết pin này nè. Đi trong á cho đừng có ướt vớ nha. Đi đứng xe đi xếp đi trong là đừng ướt vớ con. Đang làm lễ gì á hả? À mấy thầy bên đó đang làm lễ hả? Đang làm lễ. Hiện chi nãy đi nghe tiếng này hả con? Trong đó có người đang làm lễ hả? Mấy thầy ngồi cháu á, mấy thầy Tây Tạng á. Đi đèn bơ hả? Ở đâu? Này trời không có nắng âm u cho nên là hơi áng chút. Kìa, ngắm mây đi kìa, mây kìa. Trên núi kìa. Nó gửi quá. Cái điện của mình kìa.
Bự ra nè, ra nhìn thấy cái cầu nãy mình đi nè, nãy phải đứng đó cái mày chạy ở đây mày đứng là chụp lên được cái dầu á. Cô gái gì, cô gái tồi tàn hả? Đây con khoát đứng đây nè, chụp cầu đi, chụp cầu hả? Tóc bạc nhỏ nhỏ tóc đen hả? Bỏ ra kìa. Đây đi qua bên đó đi, đi đấy. Lạnh hả? Lạnh không? Không lạnh đâu rồi. Không nắng, mưa. Áo vàng chơi dù vàng hả? Đi trên con đường có dành chặt kẻ vàng. Kìa, đó ai muốn ngắm mây, mây kìa, đứng cao hơn mây luôn á, thấy không? Đang đi sắp không? Mở đứng sắp một cây. Hả? Rồi, qua đây con. Này là cái gì em? À, thay mở hả? Thay mở trí tuệ hả? Dạ, thay mở trí tuệ. Lửa cái đèn nào? Nên đi lửa đèn nào? Cái đèn nhỏ này là bao nhiêu em? Còn này? Mình lấy này đi, hai cái này đi. Thôi hai cái này đi, hai cái này. Hai đèn vườn. Tên bé em luôn. Được rồi. Ai có muốn làm? Con em làm, con làm là phải ghi tên. Chút xíu nữa. Rồi con đốt xuống cái đèn. Cô ơi, con muốn làm. Thiếu bông ơi. Chút xíu 5 phút nữa. Con được làm chưa? 5 phút nữa. 5 phút nữa. Rồi, chị Hai vô. Chị Hai. Chị Hai làm đi. À, cái ở dưới đó con, cái bự là ấy hơn. Ừ. Làm gì vậy? Rồi hai đứa ấy đi. Tên, tuổi. Đi cho thằng Gu cái phiếu nhỏ thiệt à. Cho nó làm đi. Cho nó đốt đi. Gu ơi, Gu, Gu để cho chị làm cho con. Con mà trật tự là cái mốt đuổi ra ngoài nha. Mốt trật tự nữa chứ. Gù ơi, con ra đây con làm nè, nhanh lên. Nhanh. Giờ con đốt con cá nhỏ dưới đây. Thank you.
Rồi cháy rồi đó. Rồi chắp tay lại cầu nguyện nha. Con tên là Phan Hoàng Bách, con phù hộ cho con học giỏi, nhanh lên. Tên của con cầu nguyện chứ. Con Phan Hoàng Bách. Cho con bớt quậy cho con học giỏi. Na xong rồi. Này nãy niên thấp cây này à? Cây này hả? Dài thấp cây này hả? Vô khai mở trí tuệ cho Google rồi đó. Khai mở trí tuệ cho Google rồi đó. Khu vực làm pizza gì mà? Ờ. Khu vực làm gì? Khu vực làm pizza chứ khu vực làm đồ gỗ vậy đó. Đâu pizza đâu? Chị à? Con làm. Đi thôi đi xuống đi khỏi thì mình xong rồi, xong rồi, tóc nến xong rồi. Mẹ đốt rồi nè, thầy đốt cho anh này nè. Đâu có đâu, đốt cho nó chứ. Chỉ có cái trong đó là cái thắp sáng để khai mở trí tuệ thôi. Đi tham quan một vòng ở chùa rồi bây giờ chúng mình đi về. Gì anh? Không, cái nhà đó mấy sư đang ngồi. Nhà nhỏ đó nè mẹ. Hồi nãy gõ tung 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 giống á. Đi về uống cà phê đây. Hả? Mẹ nói sao ở đây thích quá, ở đây luôn. Vô đây nó khỏe rồi. Mẹ nói đây khỏe. Vậy sao tối về tắm? Nhưng mà chiều mai phải ăn cái lá bò 20 chân nè. Đúng rồi, đúng rồi. Đây là cái phần chính điện, người ta không có cho mình quay phim chụp hình ở trong đó. Mẹ ơi, vô đứng ấy đi. Là paparazzi mà đi theo xong ảnh đó không? Thằng này chụp kinh nghiệm đó. Đây. Đó, nó nói là nó đỉnh. Chứ là chụp mình cứ quay cái bụng người ta không? Thôi, mình qua đây mình tự chụp đây đóng đi trước đi. Tự ta chặt heo á. Cô chở bình thường vậy rồi. Mẹ để chụp nhiều lắm á. Chờ nhiều người chờ lắm rồi mẹ ơi, mẹ le. Mẹ ơi mẹ, mẹ làm lẹ nè. Nay với Nê vô chụp dễ thương. Các bạn phải ngang lại cô đừng cái xéo vậy. Rồi đó. Mẹ nói ngang mẹ mới nâng được cái thớt. Mẹ nó có nghiên cứu dớm nè. Rồi 1 2 em thắt tay thắt một chút mà. Cái bàn tay đó. Rồi đúng rồi. Em ở đây mười mấy năm rồi anh nè. Rồi. Ok. Ê, đừng có vô, đi vô. Đi vô trong cái nhà kia kìa. Giờ đang mưa xuống gì? Từ từ bớt mưa nữa. Lấy đồ đạc đi nha cả nhà. Đi trong kia tránh mưa đi con. Cái dù á là sét nó hút sét á. Sướng luôn rồi sao? Đi. Để bắt. Để nói này coi. Chết rồi, mưa lớn rồi. Lấy cái dù che xuống luôn đi. Đây nè. Đây đây là xuống tới cái chỗ hồi nãy đó. Ông đang đưa xe đi xuống được không? Đi xuống. Thôi chứ thử ra đi ạ. Rồi đi đi. Ra đại đi con. Cảm ơn cha nhé. Để nó kia con. Nó hồi hứa mà nó còn ngoại luôn. Cái này của mẹ mà. Tại xe cánh lớn rồi. Đây đây lên. Thôi bỏ đi. Kéo xuống cho chị đó. Ok dạ dạ rất là ok rồi rồi mình đã tham quan xong rồi bây giờ mình đi về. Lên xe đèn hay là hú à, cái này giờ nó phải nó bị chấn động sốc tâm lý.
rồi xong tình yêu còn một ngày gặp lại. Lạnh quá, mưa. Hẹn một ngày không xa gặp lại. Mưa tạt nha. Tâm linh. Nãy mình lên đường này luôn hả ta? Kinh luôn, tâm linh khác là đường kia. Sắp tình yêu. Ui nó lạnh. Nãy tôi với mẹ đi chắc không phải 5-6 vòng nữa. Ủa như khỏe hẳn lên trời. Ủa ghế chỗ nào, nhà lưu niệm ở đây hả? Các nhà lưu niệm lấy nước bên này cái gì? À lưu niệm này bán nước rồi. Bán nước này hả? Được được nhận một phần quà nhỏ. Một chỉ vàng SJC hả? Một chỉ vàng SJC. Ủa mình lấy nước ở đâu? Không lấy à? Không lấy nước lấy chỉ vàng. Nãy nếu không có làm thấy xuống chỗ nhà đi bài đó. Thắng rồi cũng tiện mà. Trời ơi, không kế luôn. Không nói nó trời ơi, không có mưa đây, vô đây ngồi cho nó khỏe. Mưa quá mưa. 9 người lớn, 1 em bé. 10 bé. Mấy? 10. Em để sữa trước đi. Em để nước xuống. Ờ, dạ cảm ơn. Dạ cảm ơn nha. Dạ cảm ơn. Mỗi đơn hộp sữa đi. Không sữa nha. Hộp sữa ra U thì xuống đi, xuống như kiểu. Làm nước lại này hả? Quà tặng đặc biệt. Một chỉ vàng mới phát hết rồi. Mới vừa phát hết chỉ cuối cùng. Rồi mình mới ở trên đồi kia xuống kìa. Ờ đó, trên đồi xuống U, đấy mình đồi đồi xuống kìa mẹ. Trên đồi xuống kìa. Đó, mình đồi xuống mới xuống. Ê, lùa nó chạy xuống cái bãi xe luôn kìa. Còn nếu mà xuống chỗ nãy mình đánh xe lên. Mưa tạt quá. Còn đang có chỗ núp không? Không ơi, chỗ nãy mình đứng á. Anh đi bộ xuống. Rồi, đi bộ xuống. Đi coi nhưng mà chỗ núp không? Thì leo đi xe luôn. Đang mưa lắm, kiếm chỗ nào mình đậu cho đừng có đỡ mưa. Đi bộ xuống dưới là ướt người nữa đó. Không, đánh xe lên lại chỗ rồi. Đây có mấy ông bảo vệ ngồi. Bỏ cho quá. Ăn hàng quá. Kéo nó dựng. Kim cương thường. Chú nữa hả? Nữa. Ôi trời mưa mà còn đi này nữa hả? Kia mất tiêu rồi. Dạ, nè mà đổi trách nhiệm liên tục ha, hết pin luôn. Ghê. Hết dung lượng chứ không phải là hết dung lượng hết pin gì mà đổi. Mà đổi tháo sim tháo. Xe nhốt.
Xong một chuyến đi Satan Hill. Có cái vụ mà phải có cái nhà bạn nào phải không? Mình chờ chạy qua xe sát ra đây đi qua luôn. Em mới chờ xuống. Dạ em đi nào nhảy xuống hả? Ừ, em nhảy.